Hey, camera selfie kép. Hồi giữa tháng 12, 91 Mobiles công bố hình ảnh render đầu tiên về chiếc Huawei P40 và Huawei P40 Pro đã tiết lộ thiết kế của mẫu flagship này. Tuy nhiên, các hình ảnh render không cho thấy thiết kế đầy đủ của loạt smartphone sắp ra mắt của Huawei, bao gồm vị trí camera selfie, tai thỏ và hệ thống camera sau. Với đây, các nguồn tin nội bộ chia sẻ với 91 Mobiles một hình ảnh độc quyền chiếc Huawei P40 cho thấy các chi tiết thiết kế chưa được biết đến từ bản render trước đó. Theo đó, Huawei P40 có màn hình phẳng cùng thiết kế khoét lỗ, với camera selfie kép ở mặt trước. Hệ thống camera sau là một mô đun hình chữ nhật với ba ống kính xếp theo chiều dọc của Leica và đèn đèn flash LED, như đã được xác nhận bởi Huawei. P40 và P40 Pro dự kiến ra mắt trong một sự kiện ở Paris vào tháng 3 tới. Đây sẽ là loạt flagship thay thế các mẫu P30 và P30 Pro mà Huawei ra mắt năm ngoái.